Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thế vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong quan địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, người ta nói rằng con tim có lý lẽ của con tim. Tình yêu thật làm gì có tính toán. Thật vậy, nếu như Thánh Gioan trong bức thư của Ngài đã xác tín Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Một tình yêu ngút ngàn, một tình yêu dung thứ, một tình yêu trời không thể đo và đất cũng không thể dò, một tình yêu bền vững. Thì hôm nay Thánh Luca phát họa chân dung Đức Giêsu Kitô là tình yêu, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa thương xót ở chỗ nào và Thiên Chúa đã thương như thế nào? Thiên Chúa đã mượn cặp đôi hình ảnh trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe. Cặp hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh của người chủ chăn, người chăn chiên, và hình ảnh của một người đàn bà. Và cặp hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh của con chiên và hình ảnh của đồng tiền mất. Chúng ta có thể chiêm ngắm hay mường tượng hình ảnh thứ nhất, hình ảnh của chủ chiên và hình ảnh của người phụ nữ mất tiền. Hình ảnh này muốn nói đến sự khiêm hạ của họ, hay trong vị trí rất bình thường của họ, vị trí rất bình thường của người chủ chiên dưới ánh mắt của người Do Thái. Họ không là gì cả so với những biệt phái và những luật sĩ. Nên phải chăng trong tâm trí của các biệt phái và luật sĩ mà họ đã đặt vấn đề với Chúa ngày hôm nay, khi Ngài thường lui tới những người tội lỗi, Ngài hay làm bạn với những kẻ bé mọn, thì họ thắc mắc. Cho nên Chúa Giêsu biết được lòng dạ của họ và Ngài đã nâng tầm. Hay nói khác hơn, trước ánh mắt Thiên Chúa,
những người bình thường lại có giá trị cao nhất và một giá trị đặc biệt trong trái tim của Ngài. Đúng như vậy đó. Cho nên Chúa Giêsu mới mượn hình ảnh người chăn chiên và người phụ nữ để họ không còn là những người bị gạt bên lề xã hội nữa, mà là những người được Thiên Chúa yêu thương. Lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa là ở chỗ đó. Và rồi hình ảnh thứ hai cũng vậy. Cặp hình ảnh của con chiên. Biết bao nhiêu người tội lỗi mà có một vị thánh đã nói rằng nếu như Thiên Chúa không thương xót và giàu lòng nhân từ thì thiên đàng sẽ trống rỗng và thế giới này sẽ không có nhiều thánh nhân. Nếu không muốn nói là sẽ không có thánh nhân. Có nghĩa là con người nhiều lỗi lầm, nhiều yếu đuối. Chúng ta, người Kitô hữu vẫn được gọi là con chiên. Trước Thiên Chúa là chủ chiên, hay các mục tử là những người chăn dắt đoàn chiên của mình. Thế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta là những người yếu đuối thật sự. Hình ảnh của con chiên và hình ảnh của đồng tiền mất, nó tựa như hình ảnh của mỗi người chúng ta. Để chúng ta cần lòng thương xót của Thiên Chúa, tác giả trong bài đọc thứ nhất, đó chính là Thánh Phaolô. Qua bức thư của Ngài, sống là sống cho Chúa, có chết cũng là chết cho Chúa. Và rồi Ngài là một con người kinh nghiệm, hay là một thánh nhân kinh nghiệm của sự tha thứ, vì Thiên Chúa đã tha thứ trong khi Ngài bất xứng. Bởi đó cho nên người ta mới nói rằng con người thì lỗi lầm, còn Thiên Chúa thì tha thứ. Tha thứ như là bản chất của Thiên Chúa, mà con người yếu đuối vốn như là tự trong thâm tâm, tự trong mầm mống, tự trong cuộc sống, tự trong sinh hoạt hàng ngày có nhiều sai lỗi, cho nên cần để chạy đến đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, hay khiêm nhường để Chúa tha thứ cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội nhớ đến Thánh Carolo. Ngài có một câu thời danh như là một phương châm sống: hãy làm mọi sự vì yêu mến. Có thể trong thánh lễ này chúng ta gửi gắm cả những thiếu sót, những yếu đuối của chúng ta, con người mỏng giòn của chúng ta, để cho Thiên Chúa yêu thương và đỡ nâng chúng ta. Một lần nữa Ngài tha thứ cho chúng ta. Và rồi chúng ta cũng không quên nhớ đến các linh hồn, nhất là các đẳng linh hồn, các ngài còn một chút thiếu sót hay có nhiều thiếu sót, để chúng ta dâng việc lành, dâng thánh lễ, cũng như là dâng lời cầu nguyện với ơn toàn xá vẫn còn đang hiện hữu trong tháng 11 này. Để rồi chúng ta nhường lại cho các ngài, để các ngài được Thiên Chúa ân thưởng, các ngài nên thánh, và các ngài sẽ không quên chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta cũng còn nhớ để cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, vì nó đang làm cho con người phải lo lắng. Nhưng tất cả những sự dữ, hay kể cả tội lỗi, hay những yếu đuối của con người chẳng là chi trước trái tim bao la, nhân hậu và yêu thương của Thiên Chúa.